quanh đâu đó tầm cỡ khoảng 4-5 lít xăng thôi quý anh chị nha. 4-5 lít xăng là rẻ nhất thị trường. Đây tất cả cái. Thì cái xe này thì nó chung nó không được đẹp, thì bởi vậy tại sao nó có mấy có giá rẻ vậy như quý anh chị. Tại vì cái xe này anh chị là phải hiểu là em nó vừa mới được dọn mới lại. Chị bác, chào quý anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em chung lại lên tiếp tục cho quý anh chị một siêu phẩm Toyota Yaris số tự động như quý anh chị nhé. Chỉ với 120 triệu, các anh chị quan tâm mẫu xe này thì coi hết video dùm cho em chung nhé. Số điện thoại của em chung thì để trên phần tiêu đề và mô tả. Số tự động nhập khẩu như quý anh chị nhé. Toyota thì thuộc cái diện nội đồng cối đá rồi. Đó, tất cả cái thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Đó, từ vô lăng, cần số này. Đó, anh chị quan tâm mẫu xe này coi hết video dùm cho em chung. Đó, gương kính chỉnh điện tất cả một cái thì quý anh chị phải nói là em này thì vừa mới được làm đẹp lại như quý anh chị nhá. Giá rất là yêu thương cho quý anh chị luôn, rẻ nhất thị trường, chỉ với 120 triệu thì quý anh chị thử nghĩ coi. Tất cả cái thì phải nói là được cái là số tự động, xe này chạy lăn quăn đâu đó tầm cỡ khoảng 4-5 lít xăng thôi quý anh chị nhá. 4-5 lít xăng thôi. Đó, quý anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em chung. Đó, phải nói là cực kỳ là yêu cho quý anh chị. Một mẫu xe Toyota Yaris rẻ nhất thị trường như quý anh chị nha. Nói chung nhập khẩu nữa thì quý anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra một mẫu xe Toyota này. Đây tất cả cái này, thương hiệu Yaris như quý anh chị. Đây, cụm đèn của em nó thì phải nói là rất là đẹp. Và tất cả cái nội thất thì xe này vừa mới được sơn từ trong ra ngoài luôn như quý anh chị nha. Đó, thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em chung. Số điện thoại của em chung để trên phần tiêu đề và mô tả. Giá cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị. Quý anh chị thấy không? Phải nói là rất là rẻ. Đây, mâm nó của em nó là mâm đúc nhưng quý anh chị nha. Gầm của em nó này rất là yêu chưa. Đó, phải nói là cực kỳ là đẹp cho quý anh chị. Một mẫu xe Toyota Yaris giá chỉ với 120 triệu thôi quý anh chị này. Đây, cái nào nội thất tất cả cái thì em chung cũng vừa mới cho em nó làm mới lại quý anh chị. Đây, phải nói là rất là yêu thương, cực kỳ là rẻ cho quý anh chị. Phải nói là rẻ nhất thị trường. Đây tất cả cái. Thì cái xe này thì nó chung nó không được đẹp, thì bởi vậy tại sao nó có mấy có giá rẻ vậy như quý anh chị. Tại vì cái xe này anh chị là phải hiểu là em nó vừa mới được dọn mới lại thì phải nói là cái xe nó như thế nào rồi. Đó, chứ còn nếu mà đời này thôi thì thật sự riêng cái dòng này thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Nó chạy nó thuộc cái diện là nồi đồng cối đá, đâm ra là chạy không bao giờ phá không hư được. Nhưng nó có vấn đề thì nó mới có rẻ được quý anh chị nhá. Đây tất cả cái. Giá cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị. Máy thì nổ thì thầm luôn. Tiếp tục đây em chung. Để nổ cho quý anh chị cái máy luôn. Đó. Rất là yêu thương luôn. Thì thầm một xuân. Đấy quý anh chị này. Này. Tất cả cái. Odo, nhưng cái Odo này nó không có chính xác đâu nha quý anh chị. Tại cái xe này người bản thân của em nó thì ngày xưa người ta chạy dịch vụ ra. Đó. Nên là bởi vậy tại sao mà nói chung là em nó vừa mới được đổi màu lại đó, cho nó gọi là nó phải nói là cực kỳ là yêu cho quý anh chị. Chỉ với 120 triệu quý anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra một mẫu xe số tự động Toyota Yaris. Đó. Tiếp tục em chung quay cái phần máy cho quý anh chị. Cái xe này thì em chung đã làm cái phần máy rồi nha quý anh chị nha. Đây tất cả cái thì nói chung là những cái này thì nó không thể nào nó khớp được. Tại vì nó có làm lại rồi quý anh chị, nó không thể nào khớp được. Đấy. Cái máy của em nó thì nổ thì thầm mùa xuân luôn quý anh chị. Máy thì có làm rồi nha. Đây tất cả cái học về. Giá cực kỳ là yêu thương. Chỉ với 120 triệu đây quý anh chị này. Đó. Từ cái xe này có dọn lại thì nói chung là cái xe nó lỗi thì bảy vậy tại sao mà anh chị không cần phải hỏi nhiều. Đó, quý anh chị mua về đi che mưa che nắng rất là ok luôn, phải nói là cực kỳ là yêu thương. Anh chị nhìn từng những cái mép này không thể nào nó đẹp được. Sơn của em nó thì quý anh chị đâu. Nói chung là nó không được đẹp thôi. Tại vì cái xe dịch vụ ra rẻ tiền mà. Đó, quý anh chị thử nghĩ coi. Chỉ với 120 triệu thì quý anh chị thử nghĩ tìm đâu ra một mẫu xe như vậy. Đó, anh chị quan tâm mẫu xe này alo cho em chung. Một mẫu xe Toyota Yaris giá cực kỳ là yêu cho thuộc quý anh chị luôn. Nhập khẩu một con số tự động chạy 4 lít xăng thôi. Chỉ với 120 triệu. Đó quý anh chị ra. Chất như nước cắt luôn. Đây phải nói là cực kỳ là yêu cho quý anh chị. Đó. Thì thôi cuối video thì em chung cũng chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhé. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nhớ đừng quên cho em Trung xin một nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng. Đây cũng giống như là 7 chỗ ngồi đây quý anh chị này. Đó, Cara này, đó, bán tải này, đó, Everest 2 cầu này quý anh chị. Thì xe kia thì Toyota dây kia thì có ăn khách ăn cọc rồi nha quý anh chị nha. Đó, cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Đó, cũng tràn ngập luôn. Đó, cũng quý anh chị về tập chạy, tập lái thì cũng rất là ok luôn. Đó, phải nói là rất là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Isuzu rồi xe kia thì đang làm banh ngân hàng cho khách. Thì thôi, hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhá. Em Trung chuyên mua bán và sửa chữa. Đó.